Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Người không ra người, cậu không ra cậu. Người nói gì? Lang vương của sa mạc Chi Nàng thì ra là một con súc sinh. Lao. Chỉ chút bản lĩnh này thôi sao? Còn cho rằng hấp thu năng lượng lợi hại cỡ nào, vô dụng như vậy sao? Còn hấp thu sao? Sói. Hóa hình. Chỉ có thiên yêu mới có thể hóa hình, mà lang vương này hiển nhiên không phải. Tốc độ và sức mạnh đang tăng lên và không ngừng hấp thu.